Thôi bây giờ thời giờ còn lại để cho các Phật tử đặt câu hỏi. Con rất thích ngồi thiền, nhưng mỗi lần ngồi không được lâu, con vẫn theo dõi hơi thở, phòng xẹp ở bụng, ở mũi. Con rất kiên trì, nhưng có những con gì cứ bò khắp cả mặt, tai, cổ, làm cho con phải ngứa ngáy, khó chịu. Con phải dùng tay sờ nhẹ, nhưng không thấy gì hết. Như vậy có phải là gián đoạn hành thiền không? Có phải là không có duyên với thiền không? Ở đây đó là bởi vì ở đây mình cái người mà hành thiền này đó là cũng vẫn là có một cái ý muốn cố gắng là làm sao mà để cho cái tâm mình là phải ổn định. Tức là chủ yếu là cố ổn định cái tâm của mình. Nhưng mà thầy đã nói là không cần ổn định cái tâm. Cái tâm nó là đồng mà mình ổn định nó sao được. Cho nên là đừng nên cố gắng ngồi mà trụ tâm. Thầy nhắc lại á, đừng nên cố gắng ngồi trụ tâm lại, mà phải để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng, để nó thấy tất cả các pháp, chứ đừng có trụ tâm lại. Và mình khi mình trụ tâm lại đó, tức là khi mình muốn trụ tâm như vậy á, thì là bị một cái lực đối nghịch lại, nó sẽ phá cái mà trụ tâm đó. Như vậy vô tình á, là mình mời gọi, khi mình cố gắng trụ tâm á, là mình mời gọi cái sự tương khắc, phải không? Mình mời gọi cái sự tương khắc. Chứ còn pháp nó khi nó vận hành tới đó thì nó là như vậy thôi. Cho mình trụ nó lại để làm gì? Không cần trụ lại. Cho nên thầy có một cái câu chuyện thế này, nói là câu chuyện Vi Tiếu. Thượng đế mới sinh ra muôn loài vạn vật, thì hay là đấng tam thiên gì đó là sinh ra muôn loài vạn vật. Thì một hôm á, là đấng tam thiên mới là sai một cái thị giả, nó là xuống dưới trần á, để xem thử là con cái của ta ở dưới trần này đang làm cái gì. Thì cái ông vị thiên sứ đó đi xuống trần, đi khắp nơi thấy người ta làm đủ thứ hết. Sau rồi ông mới thấy là ở trong rừng có một cái am, trong rừng sâu có một cái am, thì ông mới là đi vô trong cái am, nó có sự còn có ai trong đây. Thì ông mới vô trong cái am thì ông thấy là có một cái vị đạo sĩ ngồi yên lặng đó. Ông thiên sứ đó, ông chờ lâu hết sức sức lâu, thì cái ông đạo sĩ đó ông mới là xuất thiền ra. Thì cái ông thiên sứ đó ông mới hỏi, ông nói ngài, tôi thấy ngài ngồi như vậy là bất động cũng có mấy ngày rồi đó, ngài ngồi như vậy để làm gì? Thì ông mới nói rằng là tôi ngồi như vậy là để thể nhập đấng tam thiên, để thể nhập đấng tam thiên. Thì cái ông thiên sứ ông chẳng hiểu gì cả, ông nghĩ hoài không ra, ông nghĩ hoài không ra là tại sao lại thể nhập đấng tam thiên. Bởi vì á, trời đất sinh ra con người là để đi đứng, sinh chân sinh tay ra để đi, để đứng, để nắm, để làm, sinh ra cái đầu để mà biết việc này, biết việc kia, biết suy nghĩ, nói chung là tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi hoạt động gì mà có mặt ở trên thế gian này đó đều là đúng hết đó, không có cái gì sai cả, tại người ta làm sai thôi. Thế còn tất cả mọi cái hoạt động mà con người mình có để hoạt động á là đều đúng hết. Con mắt để thấy sắc, tai nghe âm thanh, tất cả đều đúng hết. Không có cái gì mà mình không cần phải bịt tai lại để đừng nghe gì hết, không cần phải bịt mắt lại để đừng thấy gì hết. Thì cái ông này ông ngồi ông nghĩ, ông nói là
là đấng phàm thiên là ban cho con người tất cả mọi thứ. Mà tại sao người ta lại ngồi yên một chỗ mà gọi là thể nhập đấng phàm thiên là sao? Ông hiểu. À thì sau đó ông mới nói là à vậy hiểu rồi. ông nghĩ hồi ông ra cái ông mới nói à hiểu rồi. Thì ra là ông ta muốn là đấng phàm thiên thể nhập ông. Tức là ông thực ra là ông muốn là phàm thiên là như ông vậy đó. Trong khi phàm thiên là biểu hiện trong tất cả mọi hoạt động. Thực ra bây giờ chỉ cần là chính cái hoạt động đó lại. Cho nên đầu tiên là phải chánh kiến. Chánh kiến là phải thấy cho đúng. Để thấy đúng thì suy nghĩ đúng. Suy nghĩ đúng thì là nói đúng thì làm đúng. Làm đúng thì sống đúng. Sống đúng thì tự nhiên tâm yên ổn. À, tức là tánh tinh tấn, chánh niệm, tánh định, có nghĩa là tâm yên ổn. Thế thì tất cả mọi cái hoạt động của con người đó đều đúng hết á. Chỉ có cái là mình phải thấy lại cho đúng thôi. Cho mình đã làm sai nó đi, mình hiểu sai, mình làm sai đi. Bây giờ mình thấy lại cho đúng thôi. Thì mình phải quan sát mình trong cái tất cả mọi công việc làm. Và khi ngồi lại thì mình có cái gì mình thấy cái đó. Việc là tâm mình rộng lặng trong sáng thôi. Để mà thấy thôi. Chứ không phải là mình cố giữ cái mình lại ở một cái đình hay là một cái gì cả. Hãy giữ cái gì lại là sai. Cho nên Đức Phật Ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Hay là trong Kinh Kim Cang thì nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Tức là không phải là không sinh tâm, nhưng mà sinh tâm mà không trụ. Có sắc thì đương nhiên mình phải thấy, có âm thanh thì đương nhiên mình phải nghe, nhưng sao mình đừng có trụ thôi chứ. Phải không? Chứ tại sao mình lại ngồi yên một chỗ? Cho nên á, khi mà mình ngồi thiền mà mình cứ cố gắng để mà trụ lại đó, mà mình cứ kiên trì, thì á, trong cái lúc kiên trì đó mình dồn nén cả thân lẫn tâm. Cái này nó ngược hẳn lại hoàn toàn với thư giãn buông xả. Phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Nó ngược hẳn hoàn toàn với cái ngồi mà thư giãn buông xả. Khi mà mình cố gắng trụ tâm á, thì cả thân cả tâm á, đều bị dồn nén. Chính cái dồn nén đó nó mới là cái gì? Tức là lúc đó tức là dồn lại thì nó mới bung ra. Nó bung ra nơi tưởng, bung ra nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành, nơi thức. Tại mình êm lại nó bung ra nơi tưởng. Ví dụ như cái khí lúc đó mình bị dồn quá đó, cái khí nó loạn, cho nên nó mới là ở trong con người mình cứ tưởng là ở đây có ngứa, ở chỗ kia có ngứa, mà thực ra không có. Trên thực tế là không có, nhưng mà mình ngồi lại cái mình thấy là giống như có kiến bò hay là con gì cắn hay là cái này cái kia đó. Thì cái đó nó là cái phản ứng của cái thân, phản ứng của cái khí, phản ứng của cái ý, nó làm cho xáo trộn. Cho nên là không nên ngồi thiền theo kiểu đó, mà nên ngồi thiền theo kiểu thư giãn buông xả để thấy cái thân tâm nó đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Còn tại vì mình là cố giữ nó lại cho nên mình sợ nó bị gián đoạn. Sau một thời gian ngồi thiền, trong thân con có trạng thái tức ngực và có cảm giác như đang bị sóng dồi, cứ nhấp nhô như đang say sóng. Xin Thầy giải thích cho con. Cái này nó cũng giống như cái hồi nãy. Tức là nó sẽ có rất nhiều cái hiện tượng. Hiện tượng của người mình nó là bị cứng đi, hoặc là con người mình nó cứ ngứa ngáy. Nó có nhiều thứ lắm. Nó có nhiều thứ, mà tất cả những cái thứ đó là đều là do mình ngồi theo cái phương thức là dồn nén. Cái phương thức là cố mà giữ cái tâm lại, cho nên là nó bị rơi vào tình trạng dồn nén. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngồi thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng, thì lúc đó có hiện tượng gì xảy ra đó thì mình chỉ thấy nó như vậy thôi. Chứ mình đừng có sợ, đừng có lo lắng, đừng có muốn là nó
giữ nó lại hay là bỏ nó đi gì cả. Tức là nó làm sao mình thấy vậy. Nhưng mà trong trường hợp này cũng là cái tâm muốn định nhiều. Mà thầy nhắc lại nghe, đừng cố gắng định tâm. Rất nhiều người là thích thiền định, nhưng mà rõ ràng này, khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình thần trọng chú tâm quan sát trong việc đó, tức là mình đã định tâm rồi. Mà cái định này á là nó đi chung. Ví dụ như khi mình làm một cái việc làm mà mình việc làm cẩn thận trong việc làm đó, tức là giới. Và khi mình chú tâm tức là định, và mình quan sát rõ ràng tức là tuệ rồi. Cho nên á, cái giới định tuệ này nó đã tròn vẹn trong tất cả mọi hoạt động của mình. Chứ đừng có nên là tập thiền định không. Không nên tập thiền định không. Mà thường thường á là hầu hết những người mà ngồi thiền á là đều có một cái quan niệm sai lầm, đó là hễ ngồi lại là tâm phải định. Có khi mình không phải là cố gắng, không phải là cố ngồi tu thiền định, nhưng mà trong ý vẫn cứ muốn được tâm phải định lại. Nhưng mà không phải định thầy nhắc lại này, không phải là định cái trạng thái, mà là tâm mình rỗng lặng trong sáng. Chứ không phải là định lại, không cần phải định lại, rỗng lặng trong sáng rồi nó cái tâm nó như thế nào, hay là cái thân như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Chứ đừng có cố giữ lại, đừng cố trụ lại. Làm như vậy nó sẽ mất thì giờ vô ích. Thưa thầy, trong lúc ngồi thiền con lấy đề mục niệm Phật thì ngồi được tịnh và lâu hơn. Nhưng khi đổi qua đề mục phòng xẹp một lúc thì lại ngủ gục, lúc nào không hay. Vì niệm Phật thì quá dài, bắt tâm phải chú ý. Vậy con phải chọn phương pháp nào để hành trì tu tập cho hợp bản thân? Bây giờ nói cái này trước. Mấy bữa nay thầy hướng dẫn là không có đề mục gì hết. Không cần đề mục nào hết. Không niệm Phật mà cũng không niệm phòng xẹp mà cũng không niệm cái gì hết. Mà là cái tâm thiền là quan trọng, chứ không phải là đối tượng thiền là quan trọng. Đối tượng thiền có thể niệm Phật, hay là đối tượng có thể là phòng xẹp ở bụng, có thể là hơi thở ở mũi, có thể rất nhiều thứ. Nhưng mà khi mình sử dụng một cái phương tiện như vậy á, thì dần dần là mình sẽ dễ bị rơi vào lệ thuộc vào cái phương tiện đó. Còn bây giờ mình không cần biết cái là đối tượng là gì. Bây giờ mình đang ngồi và bên đó nó đang hát, có thể lấy đối tượng hát đó làm đối tượng cũng được. Đó. Miễn là sao á, bây giờ nghe hát mà tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng là được. Nghe hết, nghe hát rồi được hết mà không sao hết trơn. Mình làm sao mà mình có thể là nghe thấy tất cả mọi chuyện xung quanh xảy ra ào ào gì đi nữa, tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng. Tức là tất cả các pháp sinh diệt mà tâm vẫn bất sinh. Thì mới được rồi. Nhưng mà muốn như vậy á thì phải là cứ đối tượng gì thì mình nghe cái đó. Tức là mình không có quan tâm, mình ngồi như thế này mà mình buông xuống hết. Thì xe chạy ngang qua rồi là mình nghe xe chạy. Quạt tới một cái thì mình thấy mát. Bên đó nghe hát thì mình cứ nghe. Mà không hoàn toàn không trụ vào cái nào hết thì tâm vẫn rỗng lặng trong sáng. Còn bây giờ mình cố trụ vào một cái thì mình á là đã bắt đầu phải ép lại, phải giữ nó lại. Mà hễ giữ nó lại á thì nó lại có cái đối kháng lại với cái dự đó. Thế bất kỳ một cái pháp nào cũng đều có cái pháp đối kháng nó lại. Vì vậy cho nên á là các cái phương pháp á thầy cũng mở ngoặc như thế này, tức là vẫn có thể sử dụng các phương pháp nếu như lúc nào đó mình cảm thấy cần thiết. Thí dụ như bây giờ lúc đó mình đang lo lắng sợ hãi quá, bây giờ mình cũng biết làm sao thì thôi niệm Phật cho tâm nó yên thì cũng được. Bởi vì mình không đủ sức. Ví dụ như bây giờ người mẹ không đủ sức để mà bình tĩnh khi mà thấy đứa con mình nó đang đau đớn, nó lăn qua lăn lại, nó đau đớn vật vã, không thể nào mà tâm mình yên được cả, rất là khó. Bởi vì nếu mà lúc đó mà yên là phải là một bậc thánh á thì mới yên được, hoặc là một cái người mà tu tập mà cái tâm mà thật là bình tĩnh sáng suốt
thì mới là mới bình tĩnh được. Thì lúc đó mình có thể dùng sử dụng là niệm Phật, hay làm một cái gì đó để tạm thời là giúp cho tâm mình nó yên lúc đó. Cũng như mình đau bụng thì mình uống mấy viên thuốc cho nó hết đau bụng, thì cái phương tiện như vậy thì được. Nhưng mà khi mình trở lại bình thường á, thì phải lấy cái bình thường mà tu, cho đừng có kẹt vào một cái nào hết. Cái kẹt vào một cái nào rồi là sau nó cứ bị kẹt hoài, nó không thể nào ra được. Nó bị kẹt vào đó rồi thì làm sao mà mình có thể ứng phó với tất cả mọi cái biến động mà vô thường trong cuộc sống, mà nó sẽ bị phá. Khi mình trụ vào một cái gì đó thì chắc chắn là nó sẽ bị phá. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là tự nhiên leo lên trên cây rồi gió nó thổi ào rồi nói sao mà gió nhiều quá vậy, từ mình chuốc lấy cái ái, từ mình chọn cái đề mục đó, từ mình tu theo kiểu đó để rồi đó, là mình rước lấy những cái khó khăn, những cái ràng buộc bởi những cái đó. Cho nên đó, tất cả các phương tiện thì phương tiện gì cũng được, nhưng mà bây giờ này, khi phương tiện đó thì phương tiện gì cũng được thì tốt hơn là một phương tiện, phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái chân mình đi không được thì mình phải dùng một cái gậy hay là dùng một cái nàng. Thì bây giờ không biết cái nàng nó mất đi đâu rồi á, rồi mà mình cứ ngồi ở chỗ sáng, có vô số cách khác để mình vẫn đi được. Ví dụ như nếu không có cái nàng thì mình dùng cái gậy, nếu không có cái gậy thì mình vịn lên cái bàn mình đi, hay là mình vịn trên tường mình đi, mà không có tường đi nữa thì mình bò dưới đất mình đi, thì nó vẫn là giải quyết được dễ hơn là mình phải có cái nàng, phải không? Cho nên khi mà mình tu tập mà mình bị rơi vào một cái phương tiện nhất định nào đó thì lúc đầu á tưởng đâu lại qua đó thì nó sẽ là rất thuận lợi, nhưng về sau, về lâu về dài thì lại bị kẹt hắt không ra được nữa, tức là mình bị ràng buộc ở đó luôn. Cái nguy hiểm của nó là như vậy. Nói đến nghiệp thì con cò có nghiệp gì quá nặng, nhất là con cò mồi thì ốm nhom đến nỗi cá đớp đồng dưới chân cũng không ăn được. Bầy cò trên không thấy đồng loài ở dưới sa xuống bị sa lưới, thế mà có lần thầy giảng coi chừng phu thúc cò. Hả, là sao? Thu thúc ở đây có phải là thu thúc lục căn không? Về cò mồi ở nhân gian và thuật ngữ thu thúc cò ở trong Phật giáo có liên quan gì không? Cái chữ cò mồi đó tức là người ta lấy con cò làm mồi, còn cái chữ thu thúc cò là ý nói khác. Ý nói là mình giả bộ đứng yên để cho cá đồ này kia nó không thấy, nó tưởng đâu là cái cục gì đó đứng yên vậy đó, xong rồi là cá nó đi qua rồi nó ăn. Thành ra cái ý mà nói là thu thúc cò đó là ý là cái này là một cái từ trong Phật giáo, ý là nói là mình sống không chánh mạng, tức là làm bồ tu hành đồ thật tốt để này kia để cho người ta cúng dường cho nhiều, cái đó gọi là thu thúc cò. Còn cái cò mồi đó tức là người ta lấy con cò để làm mồi để bắt mấy con cò khác. cái thường lạc ngã tình đó là nó có cái sai ở chỗ này, bởi vì nếu mình đưa ra một cái thường lạc ngã tình đó thì đâm ra là cái này là thường lạc ngã tình là của Bà La Môn. Bà La Môn là đưa ra cái cõi phàm thiên, cái đấng phàm thiên đó là thường lạc ngã tình, tức là đưa ra một cái mục đích rất là tốt đẹp để cho người ta đưa đến. Nhưng mà Phật giáo thì lại là buông hết tất cả mọi thứ, kể cả thường lạc ngã tình cũng buông, chứ vì nếu không thì mình lại rơi vào thường lạc ngã tình.
mà hễ mình cứ lo chạy theo cái thường lạc ngã tịnh rồi mình quên đi cái bản chất thực của cái đời sống là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cho nên á, thoát ra khỏi cái vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh cũng không được. Mà đang ở trong cái vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh đó, làm sao mà ngồi mơ tưởng cái mà thường lạc ngã tịnh ấy thì cũng như không. Cho nên á, đạo Phật á là thực tế, phải nhìn vào cái thực tế để mà thấy ra cái thực tế. Khi mình thấy ra cái thực tế rồi á thì tâm mình không dính mắc. Khi tâm mình không dính mắc, không trụ vào đâu, không trụ vào bất kỳ vào đâu, thì lúc đó đó mình bạn ngã không có thì ai thường lạc ngã tịnh. Bạn ngã còn không có mà ai thường lạc ngã tịnh chứ. Nhưng mà Đức Phật ngài lại nói khác, ngài nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Chứ không nói là thường lạc ngã tịnh, mà nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức là để cho mình thấy rằng là nếu như mình bám víu vào cái mà vô thường, khổ, vô ngã bên ngoài này là mình cho là thường lạc ngã đó, thì là chính trong đại thừa đó, là trong trí độ luận, trong trí độ luận của đạo thừa đó, là có nói rõ rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà thấy là thường lạc ngã tịnh thì đó là điên đạo tưởng. Cái đó là chính trong đại thừa của là cái vị mà tổ đại thừa mà có thể xem là đầu tiên của đại thừa, đó là tổ Mạ Minh. Chính tổ Mạ Minh đã nói như vậy. Xem cái mà giữa cuộc đời này mà mình cứ là mơ tưởng đến thường lạc ngã tịnh, đó là điên đạo tưởng. Cho nên không phải là mình bài bác cái chuyện thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà bây giờ cho dù có thường lạc ngã tịnh đi, thì bây giờ mình một em học sinh mà đang học đánh vần mà bây giờ cứ đòi là cứ nghĩ tới tiến sĩ làm gì cho nó mệt. Cho dù có đi nữa thì từ mình cứ tu rồi từ đó nó đến đó thôi chứ. Cũng như mình nói là niết bàn á, niết bàn á là nếu mà mình tưởng tượng niết bàn á thì lúc đó niết bàn chính là ác mộng. Cái gì nữa? Tại vì mình phải thấy cái thực và tâm mình cũng đồng trên cái thực này nó mới là niết bàn nhé. Chứ còn bây giờ mình ngồi đây mà tâm mình vẫn đồng mà mình mơ ước niết bàn á thì là ác mộng cái gì nữa. Mà cứ mơ hoài như vậy thì không bao giờ mà tới được niết bàn cả. Cho nên cái ý thầy nói là đừng có ngồi mà cứ mơ tưởng cái thường lạc ngã tịnh, mà phải thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì mới được. Con thấy tượng Đức Phật môi mỉm cười, mắt lệ rơi là sao? Cái đó thầy không biết. Có thể là người ta nói như vậy để biểu tượng cho cái mỉm cười, tức là tâm từ, tâm hỷ, còn lệ rơi là tâm bi rồi gì đó. Đức Phật có phải là người hoàn hảo, là người cầu toàn không? Xin thầy chỉ cho. Cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Đức Phật hoàn toàn là bởi vì ngài thấy ra được cái bất toàn. Cái hoàn hảo đó, cái bữa đầu tiên mà thầy nói đó, bữa đầu tiên mà thầy giảng ở đây đó, thầy nói là cái lý tưởng hoàn hảo với là cái hiện thực bất toàn. Thực ra nếu mình thấy ra được cái hiện thực bất toàn mà tâm mình vẫn là trong lành, trong sáng á, thì lúc đó cái bất toàn nó thực ra nó là hoàn hảo. Tại vì mình muốn toàn cho nên mình cho nó là bất toàn thôi, chứ toàn với bất toàn cũng chỉ là khái niệm, phải không? Toàn với bất toàn cũng chỉ là khái niệm thôi. Mình cho là toàn cho nên mình chê cái này là bất toàn. Nhưng mà bây giờ toàn là cái gì? Toàn như thầy nói là trái mít non với trái mít chín là cái nào toàn mà cái nào bất toàn? Nếu mà nấu canh mít non á thì mít non là bất toàn. Không, trái mít chín làm sao nấu canh mít được đó. Nhưng mà nếu muốn ăn mít ngọt á, muốn ăn mít chín ngọt á, thì lúc đó chín là toàn. Mà không có cái nào toàn cả, vì tất cả mọi cái bất toàn nó toàn hết rồi, nó hoàn toàn hết rồi. Tại cái tâm mình á cầu toàn
cho nên nó mới trở thành ra là bất toàn. Và Đức Phật ngài không cầu toàn, ngài lại thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh, cho nên ngài lại giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngài lại cứ dạy mình là phải thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Bởi vì khi mà mình thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh á, thì tâm mình không bám víu nữa, không bám víu nữa, cho nên tâm mình nó mới là không trụ, không trụ mới là buông, cho nên nó mới trở về cái bất sinh. Mà khi trở về với cái bất sinh đó thì lại là năng sinh vạn pháp. Còn mình nó là cứ sinh mà sinh cố theo cái bản ngã đó, thì lúc đó nó lại bị sinh cái gì là bị kẹt trong cái đó. Cho nên á, Đức Phật mà ngài không phải là người cầu toàn, mà ngài trở nên hoàn toàn là bởi vì ngài thấy ra cái bất toàn. Khi nào mà các vị mà có cứ nhìn cái cuộc đời này này, tất cả mọi cái chuyện một bất công nào là đau khổ nào thứ gì đó mà tâm các vị vẫn thanh tịnh đó, là lúc đó là hoàn toàn đó. Còn nếu mà các vị mà cô nói ước gì mà cái chỗ này mát hơn, ước gì mà cái chỗ này nó yên tĩnh hơn, ước gì mà ngoài chợ là nó yên lặng phăng phắc, thì chỉ có đau khổ thôi. Tại vì thực ra cái cuộc đời nó là vậy mà nó phải vậy mình mới giác ngộ. Chứ còn nếu mà nó hoàn toàn rồi một cái thì mình đâu có giác ngộ nữa. Thưa thầy, thầy nói thiền là trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại, quan sát các sankhara vô thường bằng tâm trong sáng. Vậy làm sao ta biết được tâm mình đã quan sát những cái sankhara đó một cách tự nhiên trong sáng, không có sự can thiệp của bản ngã hay chưa? Ví dụ, khi con nghe người khác nói gì đó về mình, con thấy tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tâm thì lăng xăng tìm mọi lý lẽ giải thích tại sao mình đang sân. Ta biết những dấu hiệu đó báo hiệu mình đã sân, như vậy con đã quan sát được cái sân chưa? Cái đó thì thầy cũng biết. Tại vì chỉ có con mới biết thôi, chỉ có con mới quan sát mới biết rằng là cái quan sát đó là cái biết thuần túy quan sát thấy ra những cái hiện tượng đó, hay là cái bản ngã quan sát rồi phê phán rồi muốn nó phải thế này thế kia đó, thì cái đó chỉ con mới biết được chứ không ai biết được. Chỉ mỗi người mới là biết được mình là đã quan sát cả là đúng hay không. Thực ra đó thì bây giờ thế này, mình đừng có đặt thành là đúng hay không gì cho nó mệt. Mình cứ ngay bây giờ mình cứ thấy cái gì thì mình cứ quan sát cái đó, mình thấy cái gì thì mình cứ thấy cái đó cái đã, cứ tròn vẹn chú tâm quan sát đi, thì á dần dần á là mình sẽ thấy ra. Tức là lúc đầu á thì nó có thể là quan sát với cái bản ngã, nhưng mà dần dần rồi phát hiện ra cái bản ngã, rồi phát hiện ra nó sẽ tự phát hiện ra hết á. Cứ làm đi rồi á sẽ tự động sẽ thấy. Thế bây giờ mình cũng không nói được một cái mức nào nhất định là phải quan sát như thế nào mới là phải thấy, mà là cứ quan sát là sẽ tự thấy. Nhưng mà bây giờ là cái trong cái ví dụ này á là tốt rồi đó. Bây giờ mình ai nói gì đó mình nổi sân lên tức là làm một cái phản ứng tự nhiên của bạn ngã, phản ứng mà cũng gọi là vô tự nhiên, mà phản ứng quán tính của bạn ngã. Cái bạn ngã nó theo thói quen nó phản ứng như vậy rồi. Bây giờ là mình cứ theo cái thói quen đó mà thiếu quan sát. Bây giờ mình quan sát thì mình sẽ thấy rằng là cái tâm nó khởi sân làm sao. Lúc đó nếu quan sát mà càng rõ thì đôi lúc là thấy là mặt mình nó đỏ lên như thế nào, tim mình nó đập như thế nào, người mình run run lên như thế nào, là mình sẽ thấy hết. Mà khi mình quan sát mà bắt đầu thấy mọi cái hiện tượng đó một cách là thuần túy, tức là chỉ thấy những hiện tượng đó xảy ra thôi, thì ít nhất là vô tình lúc đó cũng là vô ngã. Chỉ còn một cái này nữa thôi, tức là nhận ra được cái vô ngã. Cho nên nó cần phải có cái nhận ra đó thì mới gọi là ngộ.
Thế còn á là khi mình quan sát á, cũng có lúc mình quan sát là hoàn toàn, bởi vì cái tự nhiên mà cái tánh biết nó tự nhiên nó thấy, cho nên á là nó không có bản ngã. Thì hồi nãy thầy nói đó, bây giờ này cái bản ngã nó sinh lên, bản ngã nó sinh lên là mình thấy liền. Còn bây giờ là mình cứ quan sát, cứ quan sát một hồi là nó sẽ tự thấy ra, sẽ tự phát hiện nhân ra, phát hiện đến những cái tận cùng. Có khi mình tưởng vô ngã rồi nhưng mà nó lại còn cái bản ngã vi tế, cứ như vậy mà mình cứ quan sát thì nó sẽ tự phát hiện ra thôi, cho mình không đặt cái tiêu chuẩn gì hết. Trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh có một đoạn viết về sự thiền định của Sa Môn Gotama dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm trước khi đạt đạo. Con xin trích ra một phần nhỏ để hỏi thầy. Ngồi dưới cây Bồ Đề, Sa Môn Gotama tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích thêm cho rõ như thế nào thì gọi là tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Đây có phải là một bước tiến tu trong thiền minh sát tuệ hay không? Làm thế nào để sự hành thiền của con không chỉ dừng lại ở sự rỗng lặng trong sáng mà còn có thể phát triển thêm, càng ngồi thiền càng tiến triển và hướng đến kết quả giải thoát? Cái này là ngay từ buổi đầu là thầy đã nói rồi. Ngay từ buổi đầu đó, tức là lý tưởng và hiện thực. Có lẽ cái ngôn ngữ có hơi là, cái ngôn ngữ này nó có hơi không chính xác lắm. Thật ra không phải là tập trung hết định lực. Nhưng mà nếu như mình hiểu tập trung hết định lực chính là sự rỗng lặng. Bởi vì cái định lực mà tận cùng của định lực là sự rỗng lặng. Cái gì nữa? Lặng tức là định, cái gì nữa? Mà rỗng tức là trong đó không còn một cái ý đồ gì trong đó nữa. Tức là rỗng lặng là cao nhất của thiền định. Còn trong sáng mới là trí tuệ. Cho nên rỗng lặng chính là thiền định. Nhưng mà cái thiền định cao nhất là rỗng lặng. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình nói rằng là nếu mà mình nói rằng là tập trung hết định lực thì mình phải hiểu đó chính là rỗng lặng. Chứ nếu mình nói là tập trung hết định lực là một nỗ lực của bản ngã để tập trung vào mà quán chiếu đó, thì đó là bản ngã quán chiếu chứ không phải là tánh giác quán chiếu. Đó là bản ngã quán chiếu. Thành ra ngôn ngữ rất là nguy hiểm. Ngôn ngữ chỉ cần hiểu lầm một chút xíu thôi là đi xa 1000 dặm. Nhưng mà cái ý trong này đó, cái ý trong này nếu mình hiểu đúng cái ý trong này đó thì chính là rộng lặng trong sáng, thì đó mới là chánh định. Mà cái này là trong cuốn Sống Trong Thực Tài thầy có trích một cái đoạn Đức Phật ngài nói về cái chánh định này rất là rõ. Cho nên đó, không có quán chiếu mà cũng không có tập trung hết định lực. Thật ra bây giờ càng ngồi tự nhiên chừng nào, ví dụ như câu chuyện của Thiền Tông rất là rõ này. Câu chuyện Thiền Tông, cái chuyện này có thật hay không thật, có thật thì mình biết, nhưng mà đại khái câu chuyện Thiền Tông rất là hay. Tức là hồi chúng đang ngồi như vậy thì Đức Phật đưa lên một cái cành sen. Chỉ có ngài Ca Diếp làm mỉm cười. Ý là cái câu chuyện nói, ý là nói thế này. Tức là đưa lên một cành sen thì thật ra đó là ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng mà hệ với tâm rộng lặng trong sáng thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tâm không rộng lặng trong sáng thì cái tâm người nào có ý niệm gì, trong đó đang có ý niệm gì, tức là hệ mà tâm không rộng lặng á thì không thể nào mà thấy hoa sen như nó đang là được. Mà chỉ có thấy hoa sen như nó đang là mới là giác ngộ, mới được truyền cho làm tổ thiền tông. Đại khái là như vậy. Thế thì á, không phải là quán chiếu. Quán chiếu, cái quán chiếu đó là cái chữ vipassana đó, là gọi là quán chiếu đó. Nhưng mà vipassana lại có nghĩa thế này, là thấy một cách hoàn toàn là thuần túy,
không xen bạc ngạ, không xen cố gắng, không xen bất kỳ cái gì vào. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là sao? Ngài tu thiền định, Ngài tu khổ hạnh vẫn không được. Cuối cùng Ngài nhớ lại là Ngài lúc còn nhỏ đó, Ngài ngồi với một cái tâm rất bình thường, thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái lễ hà điền, Ngài mới thấy rằng là à thì ra là với một cái tâm mà rộng lặng trong sáng đó đó, bây giờ mình lấy cái tâm rộng lặng trong sáng đó mà mình tu, thì Ngài để tâm rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là các cái tâm, các phiền não nó khởi lên như thế nào đều Ngài đều thấy. À, rồi dưới hình thức là ma vương này, hình thức ma vương kia, mà Ngài vẫn thấy với một tâm hoàn toàn rộng lặng. Cho nên Ngài mới đắc được vô thường chánh đẳng chánh giác, không phải là quán chiếu gì cả, không phải là cố gắng thiền định quán chiếu gì cả. Thiền định Ngài đã bỏ lâu rồi, Ngài đã đạt đến phi tượng xứ là cao nhất của thiền định, Ngài đã bỏ lâu rồi, bỏ cái đó rồi Ngài mới đi tu khổ hạnh. Vì nghĩ rằng là cái dục vọng của mình là bởi vì mình còn tham ăn tham ngủ, cho nên bây giờ mình khổ hạnh rất thật nhiều thì mình phải hết tham dục, nhưng mà khổ hạnh nó cũng không hết. Cuối cùng Ngài để cái tâm giống rộng lặng trong sáng như con trẻ, như cái lúc Ngài còn bé, và Ngài lấy cái tâm đó Ngài tu đó, thì lúc đó Ngài mới thành đạo. Chẳng phải là mà tập trung hết cái định lực rồi mà quán chiếu nữa, không có đâu. Tức là cái tâm càng rộng lặng thì lúc đó thấy cái tâm giống như bữa trước Thầy nói các vị ngồi rộng lặng là thấy cái gì? Thấy đủ thứ chuyện sợi lên. Thì đó là lúc Đức Phật Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề đó, mà Ngài nhìn với tất cả những cái đó như là ma vương ma đồ nó xảy ra đó, với tâm rộng lặng trong sáng đó. Cho nên cuối cùng ma vương mới là rút hết. Mà điều này rất rõ, nếu mình để tâm rộng lặng trong sáng để thấy, thì cái tâm nó có lăng xăng cách mấy rồi lát nữa nó cũng yên, nó yên lặng hoàn toàn luôn. Lúc đó mình mới thấy là tịch tình là thế nào. Tịch tình, cho nên Đức Phật Ngài gọi cái thiền mà chánh định đó là cái thiền tịch tình vi diệu, không tạo tác, không trở thành đó. Cái thiền nó như vậy. Đây có phải là một bước tiến tu trong thiền tuệ? Thiền tuệ là không có tiếng, thiền tuệ chỉ có thấy ra thôi, chứ không có tiếng đi đâu hết. Vì tiếng đi đâu tức là có trở thành. Ở đây thiền tuệ chỉ là thấy ra, tại vì mình chưa thấy thì bây giờ thấy ra. Thí dụ như là trước đây á, mình cứ làm cái này cái kia, mình đâu có biết cái tâm mình nó lăng xăng đâu, phải không? Tâm nó bép xép lăng xăng đủ thứ, mình đâu có thấy đâu. Bây giờ ngồi lại thì thấy nó bép xép lăng xăng, tức là có thấy rồi đó. Thì thấy cái tâm càng thấy với cái tâm càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì thấy càng rõ chừng đó. Thì nếu có tiến bộ là tiến bộ như vậy, tức là thấy ra được. Lúc đầu á, là bữa trước Thầy có nói đó, ban đầu là thấy qua ảo tưởng, rồi sau là thấy qua cái tục đế, rồi cuối cùng là thấy ra chân đế. Mà chân đế thì nó đã có sẵn rồi, do đó chỉ có tâm rộng lặng trong sáng mới thấy ra chân đế thôi. Vậy thì nếu có tiến bộ là rộng lặng trong sáng ít đến rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Nếu có tiến bộ thì tiến bộ theo cái hướng đó. Cái câu cuối cùng là câu nói làm thế nào để sự hành thiền của con không chỉ dừng lại ở rộng lặng trong sáng mà còn có thể phát triển thêm, càng ngồi thiền càng tiến triển, càng đạt đến giải thoát. Nghĩa là mất hết rộng lặng trong sáng rồi. Nghĩa là càng ngày càng tu thì càng mất rộng lặng trong sáng. Khi hành thiền có khi quá chú ý vào hơi thở, luôn đưa tâm trở về hơi thở, có cảm ngứa trên mặt, tâm khó chịu, ghi nhận tâm khó chịu đó thì cái ngứa hết ngay. Thầy có ý kiến gì không? Hết chịu không quan trọng, đừng quan tâm đến chuyện đó. Tất nhiên là quá chú ý vào hơi thở và luôn là đưa tâm về hơi thở đó, là cái đó là không đúng rồi đó. Cái đó là nó lại lệch thiền định rồi. Tức là bây giờ là thế này thôi,
thầy nói là tức là mình chỉ cần là tâm rộng lặng trong sáng. Thứ hai là thư giãn buông xả ra. Khi mình thư giãn buông xả ra đó thì mình ngồi lại, thì lúc đó nó cái gì cũng được. Nhưng mà lúc đó nếu hơi thở đến thì mình chỉ thấy hơi thở như nó đang là vậy thôi, chứ đừng có chú tâm vào hơi thở gì cả, đừng có cố gắng trở về hơi thở gì cả. Mình chỉ phát hiện thôi, chứ bây giờ mình thấy này, tâm mình phóng ra thì mình thấy tâm mình phóng ra, tâm trở về thì thấy tâm mình trở về, mà trở về là trở về đến cái thực tại là hơi thở, tức là chỉ cần trở về hơi thở là được. Ví dụ như thế này này, ví dụ như bây giờ cái tâm mình nó bị một cái gì bên ngoài đó nó chi phối, cái gì đó mà mình thích nó chi phối. Chẳng hạn như bây giờ một em học sinh đang ngồi học thì ngoài kia nó đánh trống mua lần, thì cái tâm nó bị thu hút ra bên ngoài đó, cho nên nó bị quên là mình đang ngồi đây. Vậy thì bây giờ một là trở về học bài, mà hai là trở về thấy mình đang thở. Cái mục đích thấy mình đang thở đó là gì? Là để đưa mình trở về thôi, chứ còn không phải là để mình gắn vào hơi thở rồi gì cả. Còn nếu mình đi thì đâu có hơi thở chứ. Có nhiều người lại kết hợp cái đi với hơi thở, nó vô ích một cách lạ lùng. Đi thì mình thấy đi, mà thở mình thấy thở, chứ mắc mớ gì mà kết hợp đi với hơi thở. Nó sai lầm cực kỳ sai lầm. Đi là đi, mà thở là thở. Mà lúc đi thì mình, lúc đi là lúc đó là cái đi là chính, thì mình đi thôi chứ. Còn nếu là ví dụ như bây giờ mình đang leo núi, cho nên mặc dù cái đi là chính, nhưng mà lúc đó thở nó quá mệt, do đó hơi thở nó trở thành chính, thì lúc đó mình là thấy hơi thở. Mà mục đích thấy hơi thở đó là để tâm mình đừng có vòng đồng mà chạy lung tung, mà nắm bắt cái này cái kia, chứ không phải là để mà trù vào đó. Không phải để trù vào đó. Nhưng mà bây giờ tại vì do trù cái tâm vào đó, cho nên nó mới mà sinh ra cái chuyện giống như là nào là thấy ngứa này, nào là thấy đau lưng, nào là thấy cái gì đó, hoặc thấy tê người gì đó. Thì á, thực ra là do cái tâm mình nó bị kẹt vào một cái. Thực ra khi mình mà trù vào hơi thở thì nó cũng kẹt, giống như mình đang trù vào một cái gì bên ngoài, vì nó cũng vẫn trù thôi. Thực ra nó trở về là đúng, nó trở về là đúng, nhưng mà nó trù lại là sai. Nhớ cái đó cho kỹ. Trở về là tốt, trở về tức là tâm phóng ra tầm bầy nữa, nhưng mà trù lại thì cũng là một loại phóng vào trong, thay vì phóng ra ngoài bây giờ phóng vào trong. Đấy đó. Ví dụ như mình có cái nhà mà mình lạc đi cái nhà đi, cho nên mình về tìm về cái nhà. Nhưng mà khi mình tìm về cái nhà rồi á, cũng có nghĩa là mình trói mình vô trong đó, trong cái cột á, không phải như vậy. Mà mình biết cái nhà rồi á, rồi khi nào mình đi mà không quên cái nhà. Cho nên á, ví dụ như mình đang đi thì mình cũng nghĩ cái gì đó đừng có quên mình đang đi, hay là mình cũng nghĩ cái gì đó mình đừng quên là mình đang thở. Mượn cái thở, mượn cái đi, mượn cái tất cả những cái đó để mà cho cái tâm của mình không có tạp loạn, chứ không phải là trù lại là sai. Chính trong Bát Tông người ta cũng nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có trụ. Mà Đức Phật thì nói rất rõ là anissito viharati, tức là sống không nương tựa, nacciloke upadiyati, tức là không bám víu điều gì ở đời. Cho nên mình trụ hơi thở là cũng không nên, nhưng mà biết hơi thở là tốt. Tức là thường trở về biết mình đang thở. Còn nếu như mình biết mình đang đi, biết mình đang làm công việc này thì quá tốt. Mà khi mà nó phóng ra ngoài rồi mình mới mượn hơi thở để trở về, để mà trở về với mình thôi. Tâm con đôi lúc khởi những ý niệm không tốt, con cố gắng lắng lại được thì quên ngay lúc đó. Nhưng tại một thời điểm khác thì ý niệm xấu lại khởi trở lại. Tâm con thì không muốn như thế,
mong sư có lời khuyên. Có một cái điều á, Đức Phật ngài nói trong niệm pháp á, là ngài nói như thế này: khi mắt nhìn thấy sắc, có sân khởi lên. Khi mắt nhìn thấy sắc, có sân khởi lên, thì thấy sân khởi lên. Sân đoạn diệt thì thấy sân đoạn diệt. Sân sinh khởi lên lại thì thấy sinh khởi lên lại. Sân không sinh khởi lên lại nữa thì thấy không sinh khởi lên lại nữa. Đức Phật ngài nói vậy thôi chứ đâu có nói mình làm gì đâu. Bởi vì thế này, thường thường mình á là mình sai lầm, cho nên thầy hơi nói ngược lại một chút xíu. Thực ra nói ngược lại thì cũng sai, nhưng mà thầy nói ngược lại để cho mình thấy ra điều này một chút xíu. Tức là mình đừng có mong là sân không khởi lên nữa, mình đừng có mong là tham không khởi lên nữa, mà thậm chí mình còn muốn là sân cứ khởi lên đi, tham cứ khởi lên đi, để cho mình thấy. Bởi vì cái thấy của mình nó chưa rõ thì nó phải khởi lên nhiều để mình thấy, thì nhờ nó mình mới thấy. Chứ không có nó đó, không có tham sân si, không bao giờ mình giác ngộ được cả. Bởi vì sao vậy? Nó có cái tham sân si, nếu mà đã giác ngộ thì nó giác ngộ ngay từ đầu rồi. Nhưng mà chính nhờ tham sân si đó, cho nên mình mới thấy tham nó sinh khởi làm sao, nó tác dụng như thế nào, nó đưa đến đau khổ như thế nào. Sân á cũng vậy, nhờ nó mình mới thấy ra hết. Thế bây giờ mình đuổi nó đi rồi, mình làm sao mình thấy? Cho nên phải mời nó tới, nói lần này ta mới thấy ít ít, rồi lần sau sân khởi lên nữa để cho ta thấy thêm. Ví dụ đây là thầy nói chơi thôi, nhưng mà đương nhiên như vậy. Tức là khi mình chưa thấy hết thì nó vẫn cứ còn, không? Khi mình chưa thấy hết thì nó vẫn cứ còn. Bao giờ mình thấy hết tất cả tánh tướng thể dụng của nó, thấy hết tất cả mọi cái hành tướng của nó, thì lúc đó nó mới không còn thôi. Thì cái không còn á là khi nào mà mình thấy hết rồi là tự nhiên không còn, mà hễ mà thấy chưa hết thì cho khởi lên nữa để thấy tiếp. Cái thấy mình nó chưa tròn vẹn mới. Thí dụ như bây giờ thầy lấy cái đồng hồ này, thầy đưa lên cái cất nó bây giờ không thấy, phải không? Đưa lên lần nữa bây giờ bỏ xuống, thì phải đưa nhiều lần thì mình mới thấy được chứ. Thế mà đưa lần rồi nói diệt nó đi thì làm sao thấy nó bao nhiêu giờ, phải không? Thế mà mình cứ ngồi là thấy sân cái là muốn diệt nó, thấy tham cái là diệt nó, mà chỉ thấy thôi. Thế đó vipassana có nghĩa là chỉ thấy thôi, chỉ thấy thôi. Tức là nó còn, cái lúc đó mình mới biết ra được cái là mình còn bao nhiêu cái sân, bao nhiêu cái tham. Cái tham loại này á thì mình thấy rồi, mà cái tham loại khác mình chưa thấy. Thí dụ như là tham vàng á thì mình thấy rồi, bởi vì mình đi buông mình biết tham vàng là khổ rồi, nhưng mà tham niết bàn thì mình chưa thấy. Tham niết bàn thì mình chưa thấy, mình tưởng đâu tham niết bàn hay hơn tham vàng, nhưng mà thiệt ra tham niết bàn nó cũng giống tham vàng thôi, nó giống nhau đó. Cho nên á nó phải tham nhiều thứ mình mới biết được, cầu cho tham nó tới nhiều nhiều chút để mà thấy. Câu đó là thầy nói chơi, nhưng mà thực thật đó là như vậy đó. Cho nên đừng sợ. Nói tóm lại là pháp tu này á là không có sợ, mà cảm ơn pháp. Cảm ơn pháp đến đi. Và nếu như mình mà đã có lần mình cố diệt sân đi đó, thì bây giờ sám hối sân. Tôi lỡ sai cho nên tôi mới diệt sân đi. Bây giờ thì sân cứ khởi lên để cho tôi thấy. Chứ bây giờ tôi diệt đi rồi, bây giờ thành từ nay tôi cũng thấy, mà không bao giờ tôi giác ngộ giải thoát được. Cho nên nó phải cảm ơn sân, rồi phải sám hối sân, vì mình đã có cái thái độ sai lầm đối với cái sân. Thái độ tốt nhất là thấy ra sân thôi. Khi nào sân á thì bữa hôm qua thầy có nói đó, sân khởi lên thì mình quay lại để mình nhìn cái sân đó thôi. Còn nó khởi lên lần thứ gì nữa là càng tốt, lần thứ ba thứ tư càng tốt, chứ đâu có sao đâu. Điều đó chứng tỏ rằng là bản ngã vẫn còn, cái ý muốn mà tốt đẹp theo ý mình vẫn còn. Sân là sao? Sân là tham không được. Tham không được cho nên sân, tức là mình muốn cái gì đó mà bây giờ nó không được cho nên mình nổi sân.
muốn cái hoa là tồn tại lâu mà bây giờ nó tàn đi, cho nên mình nổi sân. Muốn là mình là được ai khen hết trơn mà người ta chê cái mà mình nổi sân. Tức là mình muốn giật cái, mình muốn giật cái sân thôi, còn tham á thì mình không giật. Cho nên cái tham nó vi tế dữ lắm. Đó. Trong đó là có những cái tham nó dán nhãn hiệu rất là cao. Ví dụ như tham Niết Bàn, tham A-La-Hán, tham thành Phật, tham làm Bồ-Tát. Nhưng mà tất cả những cái tham đó, đó là không thấy được mình. Mà làm được cái nỗi sân. Thì mình cứ diệt cái sân thôi mà cái tham nó vẫn cứ còn. Cho nên là em mà đã có tham thì nhất định có sân. Không cách gì mà hết được cái tự. Mà hết tham hết sân rồi nhưng mà còn bản ngã thì trước sau cũng tham sân nữa. Phải không? Cho nên đó là đừng có diệt. Diệt cũng được. Bữa trước thầy nói đó, muốn biết, muốn diệt hay là muốn giữ lại đều là sai hết đó. Cứ thấy thôi. Vipassana là chỉ thấy thôi. Rồi bây giờ mình nghĩ mình hơn 15 phút rồi. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yon. Thầy cảm ơn các Phật tử đã đến nghe thầy chia sẻ, và đồng thời là trong quá trình chia sẻ đó thì đôi lúc cũng có đụng chạm tới người này hay người kia gì đó, thì thầy cũng xin mọi người bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với lại là thầy cũng chào các Phật tử luôn, vì ngày sáng mai là thầy ăn sáng xong rồi thầy vào Đà Nẵng. Vì trong đó có một cái đạo tràng họ mời thầy tới nói chuyện, với lại là xin quy y. Cho nên là sáng mai thầy phải đi sớm. Chào mọi người ở lại an vui.